Khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là trang hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi nhưng hãy anh lúc này em vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa. Khi là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi, và từ